Chào tất cả mọi người, hôm nay chú cháu mình đi câu cá. Cái hồ rất là mênh mông. Ôi dồi ôi, mặc áo vào. Ôi dồi ôi, thấy đồ đi đi chú, trời sắp mưa rồi. Đây là cái gì, sự chuẩn bị của mình xe hành trình đi câu cá hôm nay. Đây, hồi nãy chuẩn bị mồi câu này, giun. Đây là cám, tí nữa trộn với cơm. À, quên lấy cơm rồi. Chú ơi, lấy cơm. Đừng có mạo khoác chứ, trời đang nóng mà. Chú có khẩu trang chưa? Hả? Có khẩu trang chưa? Đã có đâu. Đây, có khẩu trang nhưng mà chưa đeo lần nào đó nha. Thôi, dùng đi. Đây, có hàng cả rồi. Đây, khẩu trang đâu Hoàng? Chú ơi, chú, kéo khóa quần lại chú. Đây, chúng ta sẽ lấy ít cơm là lấy ít thật hả? Bằng ngày có mà mua bằng câu cả tạ cá à? Đúng rồi, để trộn với cám bốc nhuyễn nó ra. Rồi chúng mình đi nhé các bạn. Bây giờ là chúng ta bắt đầu hành trình. Đây, dẫn theo đệ tử nữa, đi mới được. Đây là sản phẩm cả một buổi chiều đi câu. Nguyên. Còn nguyên luôn. Đây. Đó, câu được con này thôi, không có câu được con khác đâu. Đấy. Đứng đợi chủ nhân một tiếng đây. Hôm qua không biết tối đi đâu mà giờ đi câu chả gặp được con nào. Đây, chủ nhân này. Khai thầy đi, tối hôm qua đi đâu? Đấy, thấy chưa? Có tật mới giật mình này.